Sáng nay tại thành phố Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Vùng Năm Hải quân Nhân dân Việt Nam và căn cứ biển Hải quân Hoàng gia Campuchia tổ chức hội nghị rút kinh nghiệm tuần tra chung lần thứ 30. Hai bên đã đánh giá cao kết quả các chuyến tuần tra chung tại vùng nước lịch sử Việt Nam Campuchia. Theo đó, hải quân hai nước đã phối hợp thực hiện hiệu quả việc vận động đội hình biên đội tuần tra, kiểm tra, kiểm soát, duy trì an ninh trật tự, trao đổi thông tin liên lạc, tìm kiếm cứu nạn. Quá trình tuần tra, hai bên đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục cho ngư dân khai thác hải sản đúng quy định, không vi phạm pháp luật và chủ quyền vùng biển của nước khác. Thời gian tới, hải quân hai nước sẽ tăng cường công tác kiểm tra việc chấp hành luật pháp, các quy định hoạt động trong vùng nước lịch sử, duy trì hiệu quả đường dây nóng, kịp thời trao đổi thông tin, thống nhất các biện pháp xử lý khi có tình huống xảy ra trên tinh thần hợp tác hữu nghị vì lợi ích của mỗi nước, góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định, làm sâu sắc hơn mối quan hệ đoàn kết, hữu nghị, hiểu biết tin cậy lẫn nhau giữa quân đội và hải quân hai nước.